Không nghe vậy nghe nha, nhép nhép với cười không vậy trời. Không muốn gì kỳ cục quá. Ủa? Cục gì? Cái đó là họ làm theo yêu cầu của ba đó con. Cái gì ba? Làm mờ hết hình ảnh luôn, không thấy mặt mũi tay chân gì hết trơn á. Rồi còn luôn cả giọng nói nữa, không nghe gì luôn á. Ba vậy thôi. Ba muốn sao là họ phải làm như vậy. Hay ho cái gì? Làm mờ cho cố vô. Hàng chữ chạy ở dưới kìa. Tại sao ông lên tivi phỏng vấn ba cái trò dớ dẫn vậy hả? Bà không biết chứ đây là chương trình lớn mà. Người ta phát sóng là cả công ty. Rồi mặt tôi là ai cũng biết. Trời ơi vinh hạnh lắm. Bà nhớ đi. Kỳ đó tôi nói bà nói nếu mà đặt trường hợp như bà đó, bà cũng phải lên tivi. Do hôm đó tôi không biết. Nếu mà tôi biết ông lên tivi cái chương trình 60 giây sống thật thì tôi sẽ không để cho ông đi đâu. Sao mà ông để cho tôi đi? Nè, ông đó, ông đem kể hết ba cái chiêu trò của người ta ra, ba cái bánh lớn của người ta ra, người ta sẽ kiếm ông trả thù, không để cho ông yên đâu nghe chưa. Ủa có cái vụ trả thù hả? Tôi nghe nói là nó có cái kỹ xảo gì đó, là nó quánh caro lên mặt hoặc là nó làm mờ cái mặt tôi đi, thì làm sao có ai mà nhận ra tôi. Mờ cái gì? Những người thân quen biết với ông, người ta sẽ đoán ra ngay thôi. Người ta sẽ trả thù đó, hiểu chưa? Vậy bây giờ kêu nó làm méo tiếng cũng được vậy. Thí dụ tôi đang từ giọng nam mà tôi nói qua giọng nữ thì cũng đâu có ai nhận ra. Chết cha rồi làm sao giờ? Làm mờ cũng nhận ra được hả? Không thể nào. Mờ cái gì? Những người thân quen biết với ông, người ta sẽ đoán ra ngay không? Người ta sẽ trả thù đó, hiểu chưa? Trời ơi, lỡ người quen mình nhận ra mình thì làm sao đây? Đáng lẽ là mình không nên tham gia phỏng vấn mới phải. Ông già đây. Hả? Cái gì vậy? Không ngủ được thì để cho người khác ngủ. Rầm rầm như vậy ai mà ngủ được? Ngủ. Bây giờ Hải ơi, làm ơn làm phước, mình có thể không phát sóng cái đoạn phỏng vấn của tôi được không? Trời ơi, làm vậy có sao được không? Quay xong hết trơn rồi, bây giờ ông đòi bỏ, chết tôi sao? Thôi bây giờ vậy đi, không ấy bây giờ Hải cố gắng cho tôi coi qua cái đoạn phỏng vấn đó thôi, nghe, làm ơn đi Hải. Đó, bây giờ cái mặt. Trước tiên cái mặt, giờ làm mờ mặt cho tôi một cái đi. Ngay cả bộ quần áo này mờ luôn. Bởi vì cái bộ đồ vest này nó làm nên thương hiệu của sang đồ chơi long phỉ. Người ta chỉ cần nhìn bộ đồ vest mà người ta nhận ra thôi. Mờ hết. Ok. Chết cha, cái background. Cái background là một cái quán cà phê. Bây giờ bạn có thể quánh caro cái quán cà phê không? Người để người ta đừng nhận ra. Bởi người ta nhìn cái quán cà phê người ta có thể nhận ra tôi ngay. Tôi thường uống cà phê ở cái quán này. Vậy quay chi nữa? Không tiến được rồi, quay cái chứ nó cực vậy. Không phải. Bị cái quán cà phê này là tôi ngày nào tôi cũng ra tôi ngồi. Bây giờ thấy cái quán cà phê mà thấy cái bộ mờ mờ là người ta nhận ra tôi mà. Hải ơi làm ơn đi. Dạ, phải vậy mới được. Bây giờ cho nghe tiếng đi. Thưa quý vị,
thường nghe người ta nói là không được, không được. Bây giờ rất là khốc liệt. Giọng này mà nói ra là nhận ra ngay. Bây giờ bạn bóp tiếng, bạn bẻ tiếng làm sao nó méo để người ta không nhận ra, thậm chí là giọng thành giọng con nít cũng được, mà giọng phụ nữ càng tốt. Nhưng mà chú phải tôn trọng giới tính của chú chứ. Giới tính với con khỉ. Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà để cái giọng thật của tôi thì người ta sẽ nhận ra là sang. Thương hiệu sang đồ chơi long thủy. Làm ơn bóp méo dùm cái tiếng đi. Thành nữ cũng được. Nhưng mà như vậy con sẽ không làm được chú ơi. Thôi thôi, con bây giờ bộ làm được. Đi ra, đi ra. Cứ bước bước ra, để tôi làm. Rồi, rồi bây giờ bộ chỉ tôi chọn cái chỗ nào. Thôi thì cứ làm theo ý ông đi. Đó, mệt quá. Người ta bật đèn xanh rồi. Chơi. Dạ. Tóc nghe vậy nghe nha, nhép nhép với cười không vậy trời. Không muốn gì kỳ cục quá. Ủa? Cục gì? Cái đó là họ làm theo yêu cầu của ba đó con. Cái gì ba? Làm mờ hết hình ảnh luôn, không thấy mặt mũi tay chân gì hết trơn á. Rồi còn luôn cả giọng nói nữa, không nghe gì luôn á. Bạch vậy thôi. Bạch muốn sao là họ phải làm như vậy. Hay ho cái gì? Làm mờ cho cố vô. Hàng chữ chạy ở dưới kìa. Chủ tịch công ty đồ chơi LT đó. Ủa, ủa, ủa. Cái bữa đó đâu có cái phần này đâu. Ông làm mờ cái kiểu gì vậy? Không để ý gì hết trơn hả? Trời ơi, bà thấy công ty đồ chơi LT thì cũng đâu có gì đâu con. Sao mà không có bà? Ở cái đất nước Việt Nam này có bao nhiêu công ty đồ chơi nổi tiếng, mà LT là biết là công ty nào rồi. LT Long Thủy. Chết cha rồi. Chà vậy mình, là còn sống. Xin lỗi ba. Vậy là nó giết con hả ba? Trời ơi. Vậy thì ai cũng nghĩ là Long Thủy á. Trời ơi, tôi ngu quái rồi trời. Cái đó mày mới biết thôi chứ người ta biết lâu rồi. Lấy ba cái điện thoại ba gọi cho cái thằng này coi. Cái thằng ngu Ma Dương. Chỉ tao à? Không ba con đâu, chỉ ba con nói cái thằng đầu trâu, thằng Hải bạn con. Ừ. Mày chết cho tao. Tao không để mày yên đâu Hải. Ở cái đất nước Việt Nam này có bao nhiêu công ty đồ chơi nổi tiếng, mà LT là biết là công ty nào rồi. Nếu người ta biết là mình lên tố giác thì có khi nào mình đi trả thù không? Làm sao mai dám đi ra đường đấy?